Đây là trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột nha cả nhà. Ban đêm lên đèn nhìn cũng lộng lẫy, đẹp lắm đó. Nhà hàng, khách sạn cũng rất nhiều nha cả nhà nha. Ở trên này khí hậu rất là mát mẻ, giống như là ở Đà Lạt vậy đó cả nhà. Mát mẻ lắm, phải bận áo khoác kìa. Hello, xin chào cả nhà. Tối hôm nay Huyền sẽ dắt cả nhà đi ăn bánh ướt, nhưng mà rất là đặc biệt, bánh ướt 1.000 đồng một dĩa. Và đây là, ở đây là thành phố Buôn Ma Thuột, phường Tân Lợi nha. Đây, quán của nó đây rất là thú vị nha. Khí hậu rất là trong lành. Tối nay trời cũng khá lạnh. Cả nhà thấy cái bóng của Huyền không? Phải bận cái áo khoác thiệt là dày mới ấm nổi, chứ không là hả lạnh quéo luôn á cả nhà ơi. Nhìn nè, người giống như là ở xứ Bắc Cực. Trước mặt cái quán ăn của mình là một cái công viên mát, cây xanh rất là nhiều nha. Buổi tối ở Buôn Ma Thuột, đây là tối cuối tuần, tối Chủ Nhật. Mọi người đi ăn, đi uống, đi ra ngoài cũng khá đông vui. Cả nhà có muốn đến Buôn Ma Thuột chơi thì mình sẽ đến đây thưởng thức bánh ướt. Cửa đi vô này. Bên trong trang trí chuẩn bị đón Tết rồi đó cả nhà. Rất là đông ha. Đây là gia đình mình, mọi người đang ăn nè, ngon chưa? Ai cũng xinh đẹp hết. Đó, món ăn bày lên bàn nè, ngon chưa cả nhà? Mời cả nhà dùng nè. Thèm không? Thèm à? Đó, có người muốn thử luôn. Đây cả nhà thấy chưa? Đây là món ăn 1.000 đồng một dĩa. Đây là gọi là bánh ướt nè cả nhà. Và bánh cuốn nóng. Và thức ăn thì để riêng nha. Ở đây có thịt nướng, đồ chua, xoài và ớt, chanh và nước chấm. Ai muốn ăn gì thì ăn. Đó, đặc biệt cái dĩa này 1.000 đồng một dĩa. Rất là ngon. À, đây là gian bếp mà mọi người đang tráng bánh cho khách hàng nè. Rất là lúc nào cũng liên tay luôn. Khói lúc nào cũng bốc lên nghi ngút. Đây là dĩa xoài 1.000 nè cả nhà. Thịt chả thì mỗi dĩa 20.000. Quay cơm kìa. Âm nha. Ăn bao nhiêu dĩa tính tiền bấy nhiêu nha cả nhà nha. Ăn cái này giống như là ăn đồ hàng sáng, giống như là chơi đồ hàng của mấy bạn nhỏ, mấy em bé. Mỗi món thì chút gì nè. Đây bây giờ mình cuốn cho cả nhà cùng xem nè. Chả nó, thịt, xoài, dưa chua, bây giờ cuốn lại nè. Đó rồi, chỉ việc chấm nước chấm và bỏ vô miệng ăn thôi. Rồi, ok. Yeah. Đó, có người muốn thử luôn. Cái bạn này bạn quấn ngược. Ta quấn tới, bạn quấn lùi. Nữa. Thế đang ăn gì? Ngon quá cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng nè. Ủa, ổng không uống rượu bia nên ổng vậy đó chị. Uống rượu chút mình nè.
bình thường ổng uống rượu bia là ổng không có nói. Ngon quá cả nhà, ăn cái này không biết chừng nào nó mới no nữa. Cả nhà ăn nha. Ngon quá. Ăn nữa không? Nữa. Cả nhà muốn ăn bao nhiêu dĩa, ăn bao nhiêu cái là người ta đem ra đáp ứng. Đến khi nào mà no bụng thì thôi. Chu cha ăn cái miệng nhồm nhàm ngon ghê chưa, chu cha cả nhà ăn ngon ghê không? Ngon không con? Ăn chả lụa nè con. Hiền cho cả nhà xem một chồng dĩa cao, thiệt là cao. Khủng khiếp chưa? Nhiều chưa? Cả đống luôn. Nè, ăn nhiêu này mà chưa cảm thấy no nữa đó. Nè, cả nhà thấy ăn bao nhiêu đây nè, nhiều chưa? Trời ơi, ăn như vậy mà còn chưa thấy no đó cả nhà ơi. Ở đây hả, bánh cuốn này ăn hoài không ngán luôn, mà nó phân chia ra từng dĩa nhỏ 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 xíu vậy, mất cười lắm. Một chồng dĩa thiệt là to luôn nè. Rồi bây giờ mình đã kết thúc xong một buổi no nè. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại video sau. Nếu cả nhà thích thì cho một like và subscribe. Bye bye.